hé lộ bí mật lý do đằng sau việc Đại tướng Phan Văn Giang không được làm Tổng Bí Thư là do năng lực hay do lợi ích nhóm. Trong video ngày hôm nay, Cà Phê Sáng sẽ cùng quý vị làm rõ vấn đề trên. Chào mừng quý vị đang nghe chương trình Cà Phê Sáng của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hãy ngồi xuống và pha một ly cà phê thật thơm ngon để thưởng thức những thông tin mà chúng tôi mang lại. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh chính trị hiện tại, sự thay đổi lãnh đạo không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong cơ cấu quản lý nhà nước mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển và ổn định của quốc gia sau nhiều đồn đoán và suy luận câu hỏi về việc ai sẽ là tổng bí thư kế nhiệm đang trở thành trung tâm của sự chú ý trong giới chính trị việt nam trong số các ứng viên tiềm năng tên tuổi của ông phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng đang thu hút nhiều sự quan tâm với tầm nhìn chiến lược và sự am hiểu sâu rộng về các vấn đề quốc gia, ông Phan Văn Giang, 66 tuổi, là một nhân vật có uy tín và được đánh giá cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Với thành tích nổi bật trong quân sự, ngoại giao và kinh nghiệm lãnh đạo, liệu ông có thể trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư kế nhiệm hay không? Câu trả lời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng chính trị, kinh tế và ngoại giao của Việt Nam trong thời gian tới. Trong khi chờ đợi những quyết định chính thức từ các cơ quan lãnh đạo, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và lắng nghe video của chúng tôi phân tích những khả năng và triển vọng của ông Phan Văn Giang trong việc định hình tương lai của đất nước. Việc tướng Văn Giang không được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư có thể được lý giải từ nhiều góc độ khác nhau. Không chỉ dựa trên năng lực cá nhân của ông, mà còn phải xem xét đến các yếu tố liên quan đến lợi ích nhóm và các mối quan hệ quyền lực trong đảng. Mặc dù ông Phan Văn Giang có nhiều thành tích nổi bật và được đánh giá cao về năng lực lãnh đạo, nhưng chính trị thường bị chi phối bởi những yếu tố không thể đoán trước như các cuộc cạnh tranh nội bộ và các thỏa thuận chính trị. Sự không rõ ràng trong quá trình ra quyết định cho thấy sự phức tạp và đa dạng của chính trị nội bộ, nơi mà những quyết định lớn thường không chỉ dựa vào thành tích cá nhân mà còn vào các yếu tố ngoại cảnh và nội bộ không thể lường trước. Đại tướng Phan Văn Giang, một nhân vật quan trọng trong hệ thống quân đội và chính trị Việt Nam, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960 tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông là người dân tộc Kinh, xuất thân từ một gia đình công nhân với điều kiện khiêm tốn, nhưng những khó khăn này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự nghiệp quân đội đầy thành công của ông. Ông Phan Văn Giang, một cái tên không còn xa lạ với nhiều người, đã có một chặng đường binh nghiệp đáng ghi nhận. Từ tháng 8 năm 1978, ông chính thức gia nhập quân ngũ và trở thành chiến sĩ thông tin thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346. Đây là giai đoạn khởi đầu đầy ấn tượng trong sự nghiệp quân sự của ông. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 2 năm 1979, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ. Ông Phan Văn Giang đã can trường chiến đấu tại điểm cao 893 Bản Pa, thuộc xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những trận chiến ác liệt nhất của cuộc xung đột này, và sự góp mặt của ông trong trận chiến đã để lại dấu ấn sâu đậm. Sự nghiệp quân đội của ông Phan Văn Giang không chỉ là một chuỗi các thành tích tích quân sự ấn tượng, mà là minh chứng cho sự cống hiến và hy sinh. Từ một chiến sĩ thông tin với xuất phát điểm khiêm tốn, ông đã vượt qua những thử thách và trở thành một lãnh đạo quân sự có uy tín, chứng minh được năng lực và sự dũng cảm của mình qua các trận chiến khốc liệt. Những bước tiến trong sự nghiệp của ông không chỉ phản ánh sự nỗ lực cá nhân mà còn thể hiện sự đánh giá cao của đồng đội và cấp trên đối với khả năng lãnh đạo và phẩm chất chiến đấu của ông. Điều này cho thấy ông Phan Văn Giang không chỉ đóng góp vào các hoạt động quân sự mà còn là một hình mẫu của tinh thần kiên cường và sự tận tụy. Sự nghiệp quân sự của ông là minh chứng cho một chặng đường không ngừng vươn lên và vượt qua mọi thử thách, từ những ngày đầu nhập ngũ cho đến các chiến dịch lớn trong lịch sử quân sự Việt Nam. Những ngày tháng ấy đã thể hiện rõ ràng tinh thần quả cảm, bản lĩnh và lòng yêu nước của một chiến sĩ trong quân đội. Trong suốt thời gian này, ông Phan Văn Giang đã bộc lộ những phẩm chất và năng lực xuất sắc. Điều này được cấp trên nhận thấy và đánh giá cao. Ngày 20 tháng 11 năm 1979, ông được cử đi ôn văn hóa để thi vào trường Sĩ Quang, tăng Thiết Giáp, một cơ hội quý giá để nâng cao trình độ và khẳng định tài năng của mình. Từ tháng 12 năm 1979 đến tháng 4 năm 1980, Ông Phan Văn Giang đảm nhiệm vai trò chiến sĩ ôn văn hóa tại trường văn hóa quân khu 1. Trong thời gian này, ông không chỉ tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp quân sự mà còn tích cực tham gia vào việc nâng cao kiến thức văn hóa cho các chiến sĩ. Ông đã gắn bó mật thiết với nhiệm vụ quan trọng này, giúp các đồng đội của mình củng cố và phát triển kiến thức văn hóa, góp phần xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp quân đội dưới sự dẫn dắt và tận tâm của ông nhiều chiến sĩ đã có cơ hội tiếp cận với kiến thức văn hóa phong phú qua đó nâng cao bản lĩnh và trình độ của bản thân sự tận tụy và cống hiến của ông phan văn giang không chỉ thể hiện sự dũng cảm trên chiến trường mà còn sự sâu sắc trong việc phát triển nguồn nhân lực cho quân đội những nỗ lực của ông trong việc nâng cao kiến thức văn hóa cho các chiến sĩ là một minh chứng rõ nét về khả năng lãnh đạo và sự chú trọng đến sự phát triển toàn diện của quân đội. Điều này đặt ra câu hỏi, liệu ông có đủ điều kiện để bước lên ngôi vị tổng bí thư hay không? Việc này không chỉ phụ thuộc vào thành tích cá nhân, mà còn vào sự đánh giá tổng thể về khả năng lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của ông trong bối cảnh chính trị hiện tại. Sự nghiệp quân sự của đại tướng Phan Văn Giang vô cùng phong phú. Hiếm có vị tướng lĩnh nào trong quân đội nhân dân Việt Nam có được những thành tích đáng nể như vậy. Ông là một tướng lĩnh lớn lên từ chiến trường, điều này đã giúp ông hiểu rõ và có tầm nhìn thực chiến cao. Từ năm 1980 đến năm 1983, ông Phan Văn Giang theo học tại trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tăng, một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp quân sự của ông. Tại đây, ông đã miệt mài học tập và rèn luyện tiếp thu kiến thức sâu rộng về chỉ huy và kỹ thuật vận hành các phương tiện chiến đấu, đặc biệt liền là tăng thiết giáp. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ông đã trang bị cho mình những kỹ năng và hiểu biết cần thiết để trở thành một sĩ quan chỉ huy có năng lực và bản lĩnh. Thời gian học tập tại trường không chỉ là cơ hội để ông nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn là thời kỳ chứng kiến sự trưởng thành và phát triển trong sự nghiệp quân đội của ông. Những năm tháng này đã tạo nên nền tảng vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phục vụ Tổ quốc của ông trong những giai đoạn tiếp theo. Từ tháng 9 năm 1983 đến tháng 9 năm 1984, ông Phan Văn Giang đảm nhiệm chức vụ trung úy, trung đội trưởng của đại đội 3 thuộc tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Trong giai đoạn này, ông đã thể hiện xuất sắc vai trò lãnh đạo của mình dẫn dắt trung đội vượt qua nhiều thử thách và hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng với sự chỉ huy tinh nhuệ và khả năng tổ chức hiệu quả. Ông đã góp phần quan trọng trong việc duy trì kỷ luật, nâng cao tinh thần chiến đấu và thực hiện các kế hoạch chiến thuật của đơn vị. Sự tận tâm và trách nhiệm của ông trong vai trò trung đội trưởng không chỉ tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đoàn kết mà còn phản ánh rõ ràng sự, sự trưởng thành và năng lực của ông trong sự nghiệp quân đội. Thời gian này đã khẳng định sự cống hiến và những đóng góp của ông đối với sự phát triển và thành công của đơn vị. Đồng thời chuẩn bị cho ông những bước tiến quan trọng trong các giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp quân đội. Sự nghiệp quân sự của ông Phan Văn Giang không chỉ là một chuỗi các thành tích ấn tượng mà còn là minh chứng cho khả năng lãnh đạo xuất sắc và sự tận tâm trong công việc. Những thành tựu của ông trong giai đoạn này không chỉ nâng cao uy tín cá nhân mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đơn vị và quân đội. Khả năng tổ chức, chỉ huy và thực hiện các kế hoạch chiến thuật của ông đã tạo nền tảng vững chắc cho những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp của ông. Chứng minh sự đóng góp của ông là không thể thiếu trong quân đội Việt Nam. Từ tháng 10 năm 1984 đến tháng 4 năm 1986 ông Phan Văn Giang đảm nhận vai trò chi ủy viên và thượng úy, đồng thời là phó đại đội trưởng kỹ thuật của đại đội 1, tiểu đoàn 10337, thuộc sư đoàn 312, quân đoàn 1. Trong giai đoạn quan trọng này, ông không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật, mà còn tích cực tham gia vào công tác xây dựng đảng và phát triển đội ngũ. Sự kết hợp giữa vai trò lãnh đạo quân sự và công tác đảng đã giúp ông duy trì sự cân bằng giữa nhiệm vụ kỹ thuật và lãnh đạo chính trị trong đơn vị. Dưới sự chỉ huy của ông, đại đội 1 đã đạt được nhiều thành công trong việc bảo trì, bảo dưỡng và vận hành các phương tiện kỹ thuật quan trọng. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác và tinh thần đoàn kết trong đơn vị. Sự cống hiến của ông không chỉ góp phần vào sự ổn định và phát triển của đơn vị mà còn thể hiện sự trưởng thành và năng lực lãnh đạo của ông trong bối cảnh quân đội đầy thử thách và biến động. Thời gian này là một minh chứng rõ nét cho sự chuyên nghiệp và tận tụy của ông trong sự nghiệp quân sự. Từ tháng 5 năm 1986 đến tháng 3 năm 1989, ông Phan Văn Giang giữ chức Phó Bí Thư Tri Bộ, Đại úy, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1337, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1. Trong thời gian này, ông đã thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc, góp phần quan trọng vào việc duy trì và nâng cao sức chiến đấu của đơn vị. Dưới sự chỉ huy của ông, đại đội 1 luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Khả năng tổ chức và chỉ đạo của ông đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng đội và cấp trên, góp phần xây dựng và củng cố lòng tin vào sự lãnh đạo của ông trong toàn đơn vị. Từ tháng 9 năm 1990, đến tháng 9 năm 1973 Ông Phan Văn Giang tiếp tục con đường học vấn và phát triển sự nghiệp quân sự của mình với vai trò thiếu tá học viên tại Học viện Lục Quân. Trong giai đoạn này, ông đã dành nhiều thời gian và nỗ lực để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng lãnh đạo. Sự chăm chỉ và công hiến của ông trong học tập đã giúp ông đạt được những thành tích xuất sắc, khẳng định khả năng và tâm huyết của mình đối với sự nghiệp quân đội. Việc hoàn thành chương trình học tại Học viện Lục quân không chỉ mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp của ông mà còn giúp ông tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu, chuẩn bị cho những nhiệm vụ và thử thách lớn hơn trong tương lai. Từ tháng 10 năm 1993 đến tháng 3 năm 1994, ông Phan Văn Giang giữ vai trò thiếu tá, trợ lý tăng thiết giáp tại sư đoàn 312, quân đoàn 1. Trong vai trò này, ông đã vận dụng kiến thức và kỹ năng thu được từ Học viện Lục quân để đóng góp quan trọng vào việc nâng cao năng lực tác chiến và quản lý của lực lượng tăng thiết giáp trong sư đoàn. Sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm của ông đã giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của các đơn vị tăng thiết giáp, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ông Phan Văn Giang đã khẳng định vai trò của mình như một mắt xích quan trọng trong bộ máy chỉ huy, Đồng thời xây dựng lòng tin vững chắc từ đồng đội và cấp trên. Nhờ vào tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Từ tháng 4 năm 1994 đến tháng 3 năm 1996, ông tiếp tục sự nghiệp quân sự của mình với vai trò thiếu tá, trợ lý tác chiến tại phòng tham mưu sư đoàn 312, quân đoàn 1. Trong giai đoạn này, ông đã thể hiện xuất sắc khả năng phân tích, lập kế hoạch và chỉ huy tác chiến. Ông đóng góp quan trọng vào việc hoạch định chiến lược và triển khai các kế hoạch quân sự, đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiệu quả trong mọi hoạt động của sư đoàn. Sự tận tâm và chuyên nghiệp của ông đã giúp nâng cao năng lực chiến đấu của đơn vị, đồng thời củng cố lòng tin tưởng từ quân đội và cấp trên. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và tài năng xuất sắc, ông Phan Văn Giang đã để lại dấu ấn sâu sắc trong vai trò trợ lý tác chiến. Góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ tháng 4 năm 1996 đến tháng 8 năm 1997, ông Phan Văn Giang tiếp tục khẳng định tài năng và tâm huyết của mình trong sự nghiệp quân sự với vai trò trung tá, phó tham mưu trưởng trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Trong giai đoạn này, ông đã chứng tỏ sự lãnh đạo xuất sắc và khả năng chiến lược thông minh, đảm bảo các hoạt động của trung đoàn diễn ra hiệu quả và đúng kỷ luật. Ông đóng góp đáng kể vào việc nâng cao năng lực tác chiến và huấn luyện của trung đoàn, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của ông đã tạo nên một môi trường làm việc gắn kết và hiệu quả, đồng thời truyền cảm hứng cho quân đội. Ông Phan Văn Giang không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người thầy tận tâm, luôn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức quý báo với những người xung quanh, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng đồng đội và cấp dưới. Từ tháng 9 năm 1997 đến tháng 9 năm 1998, ông đảm nhiệm vai trò đảng ủy viên trung đoàn, trung tá, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 2009, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Trong cương vị này, ông đã khẳng định khả năng lãnh đạo vượt trội và tầm nhìn chiến lược sâu rộng. Với vai trò là phó trung đoàn trưởng tham mưu trưởng, ông không chỉ đảm bảo hoạt động tác chiến và huấn luyện của trung đoàn diễn ra suôn sẻ, mà còn tập trung vào việc xây dựng đội ngũ, củng cố tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao độ trong đơn vị. Sự chỉ đạo chính xác và sáng suốt của ông đã giúp trung đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo nên một môi trường làm việc hiệu quả, kỷ luật và sáng tạo. Ông Phan Văn Giang đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực to lớn cho đồng đội, đồng thời khắc sâu trong lòng họ hình ảnh của một người chỉ huy tận tụy, tài năng và tâm huyết. Từ tháng 10 năm 1998 đến tháng 6 năm 1999, ông Phan Văn Giang tiếp tục hành trình học tập và phát triển sự nghiệp với vai trò trung tá, học viên Đại học Đại Cương tại Học viện Hậu Cần. Trong giai đoạn này, ông đã không ngừng nỗ lực trao dồi kiến thức và kỹ năng, mở rộng tầm nhìn, và nâng cao năng lực quản lý hậu cần quân sự. Sự tận tâm và chuyên cần trong học tập đã giúp ông đạt được những thành tích xuất sắc, khẳng định tinh thần học hỏi không ngừng và sự quyết tâm cao độ. Việc hoàn thành chương trình học tại Học viện Hậu Cần không chỉ mở ra những cơ hội mới trong sự nghiệp của ông, mà còn giúp ông tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu, chuẩn bị cho những nhiệm vụ và thử thách lớn hơn trong tương lai. Sự nghiệp chính trị của Đại tướng Phan Văn Giang cũng đầy ấn tượng và phong phú, thể hiện rõ sự phát triển và thành công vượt bậc trong lĩnh vực chính trị của ông. Tháng 9 năm 2013, ông được thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Tháng 3 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 1, đồng thời là Ủy viên Quân ủy Trung ương. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thêm 2 của Đảng, ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Ngày 12 tháng 4 năm 2016, theo quyết định số 625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định số 955/QĐ-CTN bổ nhiệm ông làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời ông cũng là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sái của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa sái. Ngày 31 tháng 1 Năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng khóa thay trái, ông được bầu vào bộ chính trị. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Việt Nam khóa 4 nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, ông được chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc quyết định thăng quân hàm từ thượng tướng lên đại tướng ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa phải, ông được phê chuẩn và bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Chính phủ Việt Nam khóa phà, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 17 tháng 6 năm 2021, ông được chỉ định tham gia Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 14338 QĐ-TTG bổ nhiệm ông làm ủy viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trưởng tiểu ban an sinh xã hội. Những thành tựu này cho thấy đại tướng Phan Văn Giang không chỉ có sự nghiệp quân sự xuất sắc mà còn đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp chính trị của đất nước, khẳng định khả năng lãnh đạo và đóng góp của ông trong các lĩnh vực quan trọng. Sự nghiệp chính trị của đại tướng Phan Văn Giang rất đồ sổ. Nhưng theo quy định của Đảng và Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, thì vị trí Tổng Bí Thư cần phải có những điều kiện gì? Quý vị tiếp tịch cùng chương trình Cà Phê Sáng đi tìm hiểu ngay sau đây thứ nhất. Quy trình bầu Tổng Bí Thư được thực hiện thế nào? Theo Điều 26 Quyết định 244QA-TATO năm 2014, quy định bầu Tổng Bí Thư như sau. Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu tiêu chuẩn Tổng Bí Thư và dự kiến nhân sự Tổng Bí Thư được Ban Chấp hành Trung ương khóa trước giới thiệu ý kiến những giới thiệu của Bộ Chính trị khóa mới. Kết quả giới thiệu nhân sự Tổng Bí Thư của Đại hội để hội nghị tham khảo. Họp tổ để thảo luận và tiến hành ứng cử, đề cử. Mê, đoàn chủ tịch tổng hợp danh sách những người tự ứng cử được đề cử, đề xuất những trường hợp được rút và không được rút khỏi danh sách bầu cử, báo cáo hội nghị xem xét, quyết định. Lấy phiếu xin ý kiến của hội nghị đối với những người ứng cử được đề cử tại hội nghị nếu cần. Lập danh sách bầu cử, hội nghị biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử. Bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử thứ hai tiêu chuẩn của chức danh tổng bí thư a à, tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng của quốc gia dân tộc và nhân dân kiên định chủ nghĩa mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đường lối đổi mới của Đảng có lập trường quan điểm bằng lĩnh chính trị vững vàng kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng cương lĩnh đường lối của Đảng hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Có tinh thần yêu nước nồng nàn, sâu sắc. Luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân. Sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc quy định của Đảng. Về đạo đức lối sống, mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc. Là trung tâm đoàn kết, gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cửa quyền và lợi ích nhóm. Tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện đúng đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định quy chế quy trình về công tác cán bộ kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện việc làm trái với các quy định của đảng nhà nước trong công tác cán bộ về trình độ tốt nghiệp đại học trở lên lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương trình độ ngoại ngữ tin học phù hợp về năng lực và uy tín có quan điểm khách quan toàn diện biện chứng lịch sử cụ thể có tư duy đổi mới tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, nhạy bén chính trị, có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tốt, nắm chắc tình hình chung và hiểu biết toàn diện về lĩnh vực địa bàn, địa phương, cơ quan đơn vị được phân công quản lý, phụ trách. Kịp thời nắm bắt những thời cơ vận hội phát hiện những mâu thuẫn thách thức vấn đề mới vấn đề khó hạn chế yếu kém trong thực tiễn chủ động đề xuất những nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi và hiệu quả năng động sáng tạo cần cù chịu khó dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm có quyết tâm chính trị cao hành động quyết liệt dám đương đầu với khó khăn thách thức nói đi đôi với làm có thành tích nổi trội có kết quả và sản phẩm cụ thể góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành địa phương cơ quan đơn vị gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị được cán bộ đảng viên quân chúng nhân dân tin tưởng tín nhiệm cao về sức khỏe độ tuổi và kinh nghiệm đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuổi bổ nhiệm giới thiệu ứng cử theo quy định của đảng đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp. Có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Về tiêu chuẩn chức danh tổng bí thư. Bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị, ban bí thư, đồng thời cần có những phẩm chất, năng lực có uy tín cao trong trung ương, bộ chính trị, trong toàn đảng và nhân dân là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của toàn đảng, toàn dân và sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều biểu nhất về đạo đức trí tuệ của toàn đảng Có trình độ cao về lý luận chính trị Có kiến thức sâu, rộng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng, quản lý nhà nước Có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu phát hiện đề xuất và quyết đoán bình tĩnh sáng suốt trước những vấn đề khó phức tạp liên quan đến vận mệnh của đảng của quốc gia của dân tộc có năng lực lãnh đạo điều hành ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư có năng lực lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đặc biệt là người kế nhiệm cán bộ chủ chốt đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định dựa vào các tiêu chuẩn chức danh tổng bí thư một điều kiện rất đặc biệt là yêu cầu tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên tuy nhiên theo tìm hiểu của kênh cà phê sáng đại tướng phan văn giang hiện không đủ điều kiện này đây có thể là một lý do quan trọng khiến đại tướng chưa đủ điều kiện để đảm nhận chức danh tổng bí thư. Đại tướng Phan Văn Giang, một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử quân đội và chính trị Việt Nam, không chỉ nổi bật với những thành tựu quân sự đáng nể mà còn để lại ấn tượng sâu sắc với phẩm chất đạo đức và nhân cách đáng ngưỡng mộ. Với sự giản dị, kiên trung và tinh thần phục vụ tận tụy, đại tướng luôn thể hiện sự khiêm tốn và lòng yêu nước sâu sắc ông là hình mẫu của một nhà lãnh đạo mẫu mực với trí tuệ sâu rộng đức độ cao cả và sự lãnh đạo quyết đoán hiệu quả mặc dù chưa đáp ứng đủ điều kiện tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ điều này không làm giảm giá trị và đóng góp to lớn của đại tướng phan văn giang đối với đất nước ông vẫn là một nhân vật sáng giá là niềm tự hào của quân đội và nhân dân việt nam sự cống hiến và phẩm hạnh của đại tướng tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ Kênh Cà Phé Sáng xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn đến quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và đưa đến những thông tin, phân tích và đánh giá chính xác nhất về các vấn đề quan trọng của đất nước. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý vị.